Ngọc Trai xin chào mừng quý vị và các bạn khán giả đã đến với chương trình thứ 5 Vui Nhộn. Chương trình thứ 5 Vui Nhộn do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Khung giờ phát sóng rất là quen thuộc thôi, đó chính là vào lúc 19 giờ 15 phút thứ 5 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 nha. Rất hy vọng là các bạn khán giả sẽ đón xem. Và như thường lệ thôi, mỗi buổi tối thứ 5 là chúng ta sẽ có một cái hẹn là cùng ngồi trước màn hình TV để cùng đón xem những tình huống rất là vui nhộn đến từ những đội chơi ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, đội chơi nào sẽ xuất sắc giành về phần thưởng trị giá 10 triệu đồng? Chúng ta hãy cùng chờ xem nha. Và ngay bây giờ, Ngọc Trai xin chào đón đội chơi đầu tiên. Xin mời MC Phương Hiếu và bé Phan Minh Anh. Hiểu. Rồi, cái đội hiểu rồi đó. Cái đội này là trước khi lên sân khấu là chắc không có tập vợt trước nè. Tập rồi đó em, nhưng mà nó vậy đó. Bé nó bị khớp anh. Không phải, em trong tập là nó như vậy. Là vậy luôn hả? Trong tập là anh vậy mà bé như vậy. Hay quá, cái thế này lạ nghe. Gửi lời chào đi con. Gửi lời chào. Gửi lời chào chứ không phải phải tay con. Tập là như vậy, tập là như vậy. Ô vẫn tập luôn à? Ừ, tập. Ô đội này hay quá vậy ta. Nè bây giờ con nói, gửi. Con chào quý khán giả. Con chào quý khán giả. Con tên gì? Con tên là Phan Minh Anh, con 5 tuổi. Con đẹp trai không? Dạ đẹp. Chú đẹp không? Dạ đẹp. Hai cô chú. Chú nói lộn gì rồi? Hai chú cháu đều đẹp. Và quý vị khán giả thân mến, hôm nay thì Phương Hiếu rất là vui khi được đồng hành với Minh Anh. Hai chú cháu có một điểm chung đó chính là đẹp trai. Và như ai cũng công nhận đúng không ạ? Dạ. Trai có điều gì lấn cấn về vấn đề đẹp trai của hai chú cháu này sao? À, dạ không, em cũng thấy là hai chú cháu rất đẹp và đẹp đều. Ok. Rồi, ngay bây giờ xin mời đội chơi đầu tiên sẽ cùng chào đón đối thủ của chúng ta nhé. Đó chính là đội của nam ca sĩ Nam Cường và bé Sam Hải Đăng. Đội này là chắc tập kỹ nè. Đội đó đầu tiên chắc hẳn là xin mời mọi người hãy gửi lời chào tới quý vị và các bạn khán giả. Con chào các cô chú. Ồ vậy luôn á hả? Con chào các cô chú, con tên là Hải Đăng, con 5 tuổi. Hải Đăng ơi, giữa chú Nam Cường và chú Phương Hiếu con chọn ai? Cảm ơn con. Mình vô đây ngồi được không? Nam Cường, bạn biết sao không? Lúc mà ở dưới á, khi biết ngày hôm nay là hai bé sẽ được chơi với lại chú Nam Cường, thì hai bé hỏi giờ giữa chú Hiếu với lại chú Nam Cường con chọn ai? Thôi con chọn chú Hiếu à. Hỏi sao vậy? Tại vì ở gần chú Nam Cường mắc công gặp câu hỏi nó khó lắm. Là nó sợ bài hát của anh nó giận vô cuộc chơi ngày hôm nay đó anh. Nó khổ vậy đó. Không sao hết trơn á, đồng đội anh đông lắm. Rồi xin mời anh đứng dậy và trả chỗ cho người ta. Vậy là cả hai đội chúng ta đã cùng chào sân rồi, xin mời hai đội về vị trí ạ. Chào mừng hai đội đến với vòng thi đầu tiên mang tên là vòng thi thử tài suy đoán. Trên màn hình này sẽ có hình ảnh của 10 bé. Mỗi bé sẽ có một câu hỏi, một câu trả lời và một số điểm hoàn toàn khác nhau. Chúng ta phải cố gắng làm sao đoán được câu trả lời của các bé đưa ra. Nếu như mà là đoán được câu trả lời chính xác các bé đưa ra thì là mới có điểm. Dù các bé trả lời sai đi chăng nữa, mình trùng ý với bé, mình có điểm. Các bé trả lời sai, mình trả lời đúng mà mình không trùng ý, mình không có điểm. Đơn giản như vậy thôi nha. Quá dễ. Nên nhớ mỗi đội lần lượt được chọn 3 bé thôi nha. Rồi xin mời anh Hiếu, chọn đi anh. Bé màu trắng. Bé màu trắng là bé nào? Từ trên hay dưới hay là ở giữa? Dạ, ở trên. Ở trên bên trái hay bên phải? Trời ơi, có một cái bèo trắng với mày. Bên trái. Bên trái. Bé màu trắng theo như con nói là bé Gia Bảo. Câu hỏi như sau: gà trống và gà mái con nào có nhiều lông hơn? Khó quá phải không con? Con gà. Con gà. Chưa. Bây giờ con gà trống với con gà mái thì con gà nào nhiều lông hơn con hả? Gà trống. Vậy hả? Nhưng mà bạn đã trả lời giống vậy luôn đúng không? Thống nhất nha. Thống nhất. Yeah. Hai tay. Tay kia. Rồi. Thống nhất rồi. Gà trống. Gà trống. Chắc không? Chốt nha. Đáp án bây giờ Bảo đưa ra sẽ là gì nào? Con nghĩ là con gà trống. Tại vì con gà trống gáy to hơn nên sẽ có nhiều lông hơn. Yeah! Hai tay. Hey. Bây giờ mình mới biết được một điều là ai gáy to hơn là lông nhiều hơn á. Thực sự cái câu này là do các bé suy luận vậy thôi. Hiểu không?
nghĩ là như vậy. Trời ơi, con nít mà nghĩ vậy sao à? Nói đó thôi. Ờ chứ đâu phải là ai cứ gáy to hơn là nhiều lông hơn. Bởi tưởng tưởng đâu là ca sĩ là sẽ lông nhiều hơn MC. Đúng rồi. Ủa là bộ ca sĩ gáy hay gì? Ca sĩ hát mà Cường. Thì hát với gáy, con gà người ta gọi là tiếng gáy. Này này gáy. Tôi đề nghị hai người lớn có tranh cãi cái gì xuống sân khấu mà vẫn tranh cãi không được lên phường. Quan trọng nha là bé Gia Bảo sẽ mang về cho đội các bạn bao nhiêu điểm. Xin mời. Chúc mừng, cô chú đã nhận được 10 điểm. 10 điểm. Thôi không sao, 10 điểm cũng được, một tay. Một khởi đầu cũng khá là thuận lợi, đừng lo nhé, còn rất là nhiều cơ hội. Xin mời. Bây giờ con thích chọn bạn nào? Chàng bé nó suy nghĩ kỹ ở quá. Ở dưới cùng luôn. Bạn Tin Tin đúng không? Ok, chọn bé Tin Tin. Bé Tin Tin đúng không? Rồi, câu hỏi của bé Tin Tin như sau, lắng nghe thật kỹ. Vẫn lại là về con gà. Hả? Con gà mái có biết gáy hay không? Dạ biết. Từ từ mình chưa bàn mà sao con nói sớm quá vậy? Sao con là con gà trống với con gà mái, con gà nào biết gáy? Gà trống. Gà trống biết gáy, vậy gà mái có biết gáy không? Rồi bây giờ nè, đáp án cuối cùng của hai chú cháu đưa ra là gì? Là con gà mái có gáy hay không? Là không. Dạ không. Đúng rồi. Không đúng không? Vô đáp án. Xin mời câu trả lời. Dạ có, tại vì nó gáy. Tại trời vì con gà đừng có như nó phải biết gáy nữa chứ. Nó cũng biết đẻ trứng nữa. Con gà mái mà ó ó ó. Tin Tin ơi, chú về chú sẽ xử ba con. Trả lời theo suy nghĩ của mình thôi. Lạng quạng lúc mà hỏi á, bé nó chưa kịp định hình là ủa gà trống hay gà mái. Quan trọng nha là số điểm bé Tin Tin đang giữ trong người là bao nhiêu điểm. Buồn quá. 30 điểm không thuộc về cô chú rồi. Mình đến đây làm cuộc vui thôi mà. Ủa vui thôi hả? Nè bây giờ nè, Minh Anh, con trả lời cho đội bên kia nghe nè, con gà mái có gáy không? Dạ có. Vừa. Không, cái này có tập trước rồi. Đội bên kia đoàn kết với cái gì cũng tập trước hết trơn trời. Rồi, tiếp theo. Đội của anh Phương Hiếu và bé Minh Anh. Hoàng Bách. Ok. Hoàng Bách. Chốt nha. Chốt. Chốt. Yeah. Lắng nghe thật kỹ câu hỏi. Hoa sen và hoa súng có sống chung với nhau hay không? Hoa sen là hoa làm sao? Dạ, là hoa ở Việt Nam. Ồ, hoa súng là hoa làm sao? Dạ, là hoa ở Mỹ. Hoa súng là hoa ở Mỹ hả? Tập vậy đúng không? Ok. Bây giờ hoa sen với hoa súng có sống chung với nhau không? Dạ không. Sao vậy? Tại vì nó ở xa nhau. Ở xa nhau. Con nghĩ là bạn Hoàng Bách có nói giống con không? Chắc vậy. Chắc vậy đúng không? Cho tự tin nè. Yeah. Cái gì sao bạn nhỏ đơ luôn kìa. Con nè. Xin mời Hoàng Bách. Chắc là được. Tại vì nghe nói hai loại đó cùng sống như chung đồng lầy. Câu trả lời của bạn đưa ra đó chính là được con ơi. Và bây giờ để coi là đội các bạn có trở nên nuối tiếc giống như là đội của Nam Cường vừa nãy không. Quan trọng là số điểm nha. Hoàng Bách giữ trong mình là bao nhiêu điểm. Xin mời con. Rất tiếc, cô chú đã trả lời sai. Cô chú không nhận được 10 điểm. Ồ, có 10 điểm không sao con, không sao, mình vẫn còn hơn 10 điểm. Anh Cường ơi, bây giờ anh thử thay mặt bé chọn bé đây. Ok, mình chưa có điểm đó con. Con đừng có xoáy vào nỗi đau của chú nữa nhé. Ai lên được. Ok, thôi để bây giờ Cường chọn nha. Cường sẽ chọn bé Nam Long. Bé Nam Long, lắng nghe thật kỹ câu hỏi. Ăn nhiều đường thì răng sẽ khỏe hơn hay yếu đi? Câu hỏi khoa học quá ha. Con có hay ăn đường ở nhà không? Không, mẹ không có cho ăn được. Mẹ, vì sao mẹ không cho con ăn? Vì nó không có tốt cho sức khỏe. Rồi, đây là có câu trả lời rồi đó. Đúng không mấy cô chú? Đó. Chỉ rắc lên cho bánh kẹo ngon thôi, chỉ cho ăn trí thôi, chứ mà không được ăn đường nhiều. Trời ơi, giỏi quá à. Xin mời câu trả lời chính xác đến từ bé Nam Long. Dạ không khỏe hơn nên không yếu đi. Bởi vì đường chỉ là một thứ đồ ăn hơi độc hại, nhưng nó không độc hại cho răng. Nó chỉ độc hại cho răng và súng thôi. Yeah. Yeah. Đáp án của con bé đưa ra nó có thể là rất là vô chừng. Vậy luôn hả? Nó là như vậy đó. Hãy đăng chú trai đó con nghe nè. Suy luận của con hồi nãy á, là hoàn toàn chính xác. Nếu như mà chúng ta ăn quá nhiều đồ ngọt và cụ thể là đường á,
mà không chịu đánh răng kỹ thì lại chắc chắn răng sẽ bị yếu đi và đúng dễ bị sổ răng. Nó sẽ bị răng súng răng, răng. Có súng răng. Có súng mà nè. Trên đây thấy răng con đẹp không? Con đẹp quá. Cần con thì thấm một cái răng khác rồi. Ừ, còn con cần súng hết luôn rồi. Ừ. Rồi bây giờ quan trọng là số điểm. Nam Long ơi, con đang giữ cho mình bao nhiêu điểm? Con. Cô chú quá tiếc luôn rồi. Cô chú đã không nhận được cả 30 điểm từ con rồi. Trời ơi. Oh, mình vẫn tiếp theo. Chọn bạn nào? Abu. Vậy là đội chúng ta là chọn bạn Abu đúng không? Đúng rồi. Yeah, yeah, yeah. Câu hỏi của bé Abu như sau. Bé Abu thích mập hay thích ốm? Bé thích ốm. Sao không biết? Tại vì thích mặc áo đại giống như chú Hiếu. Dạ. Yeah. Nam cười hình như là nó hơi ngược xíu không? Nếu như mà người mình là nó hơi bị dư ký là mình phải mặc tối màu để cho người mình thon gọn hơn xíu. Nhưng mà hình như là đội đây là cái sở thích nó hơi bị lạ xíu. Không phải đâu. Hiếu là rất là muốn giảm cân. Mọi người ơi, mình có bị dư ký không mọi người? Quái, thở đi. Thở đi anh. Con có thấy chú Hiếu mập không? Dạ có. Thấy chưa? Con có thấy chú Hiếu mập không? Vậy là đội của mình chọn đáp án là mập, đúng không? Bây giờ xin mời câu trả lời đến từ bé Abu. Dạ con thích mập tại vì con muốn nó càng mập ra, con muốn nó tới hơn 100kg cũng được nữa. Tại vì hơn 100kg thì là mình có thể ăn được thỏa thích, cho nên con không thích gầy ốm yếu thì là ăn được có chút xíu à. Tại vì gầy ốm yếu là cái hột của mình có nhiều dây à. Còn nếu mà càng ngày càng bự thì là nó cái hột nó sẽ banh ra vậy luôn nè. Thì là nó sẽ ăn được nhiều hơn, là chứa được nhiều đó ăn hơn. Yeah. Vậy là câu trả lời của chúng ta rất là chính xác. Vậy ý kiến của bé quan trọng nha. Abu mang trong mình bao nhiêu điểm? Bà, mình ra 30 nè. Xin mời Abu. Cô chú trả lời đúng rồi. Con cho cô chú 20 điểm. Thôi cũng được. Yeah. Giờ đổi con còn lượt chọn rồi đó. Con chọn đi. Một cái chị mơ hồ gì con? Trai gái con? Dạ con gái. Còn con gái không mà. Ừ. Bella rồi. Câu hỏi của bé Bella như sau. Lắng nghe thật kỹ. Bé Bella thích mặc quần bình thường hay bé thích mặc váy hơn? Mặc váy. Con gái thường là thích mặc váy đúng không con? Dạ đúng rồi. Con trai mới thích mặc quần đúng không? Chú tôn trọng ý kiến của con. Mặc váy. Lỡ như là có nhiều bé mà nó năng động, nó thích mặc quần để nó dễ chạy nhảy hơn thì sao? Mà theo suy luận của con. Chú Ngọc Trai. Sao? Bạn mặc quần vô rồi mình mới mặc váy. Mặc quần vô rồi váy. Con nói là hoàn toàn chính xác, nhưng mà là chú đang nói là cái quần ở ngoài con. Ừ, chứ không phải cái quần kia nha. Yeah. Con nói đúng chính xác rồi. Con nói đúng chính xác, yeah. Quay tay chính xác. Ừ. Không, theo sự sao? Của Cường, theo cái tấm hình trên này nè, bạn này đang mặc một cái váy. Lỡ bây giờ khi mà là đi quay hình á, ba mẹ đưa sao bé mặc vậy thì đâu biết được, đúng không? Quan trọng là sở thích của bé mà. Đúng rồi. Không, mặc tươi lắm, chắc là ưng bộ đồ. Là thích mặc váy đúng không? Rồi, mặc váy ha. Và bây giờ là câu trả lời của bé Bella. Dạ con thích mặc quần vì con là dân thể thao và con không có thích mặc đầm. Yeah. Con có sai không? Sai luôn rồi con. Quan trọng nha là bé Bella sở hữu cho mình bao nhiêu điểm. Thật đáng tiếc cho cô chú là cô chú đã hụt mất cơ hội và trượt câu trả lời này, đó là 20 điểm, số điểm cũng khá là cao. Không sao, chúng ta vẫn còn rất là nhiều vòng thi chờ đón hai đội, đừng có buồn ha. Tạm tổng kết lại vòng thi đầu tiên nha. Xin được giới thiệu đội Nam Cường không điểm. Dạ cảm ơn anh Hiếu. Cảm ơn anh Hiếu rất nhiều. Rồi, đội của anh Hiếu và bé Minh Anh tạm thời dẫn đầu với số điểm là 30 điểm. Và ngay bây giờ xin mời cả hai đội chúng ta cùng đến với vòng thi thứ hai, mang tên là vòng thi tặng tóc. Ở vòng thi tăng tốc này, hai đứa nhỏ được nghỉ ngơi xíu. Giờ là phần đấu tranh của người lớn nha. Đơn giản thôi, đội nào thắng lấy về cho đội của mình 30 điểm. Đội thua vẫn có điểm là 15 điểm. Đội thắng sẽ đem về cho đội của mình một cái quyền ưu tiên. Nhưng đôi số điểm nha anh. Bây giờ trò chơi của hai người lớn sẽ cùng đối đầu với nhau, mang tên là đạp bong bóng. Tự mang tên là ai bể bóng. Trên chân của ai còn nhiều bóng hơn.
sẽ là người thắng cuộc. Đơn giản vậy thôi nha. Giờ em đi vô chỗ đây. Xin mời sàn đấu là của hai anh. 3, 2, 1 bắt đầu nha. Khán giả chuẩn bị. 3, 2, 1 bắt đầu. Dằn co rất quyết liệt. Giờ nhìn hai anh giống như là đang bị tụ canxi vậy đó. Không phải em. Sau 2 phút dằn co quyết liệt, Phương Hiếu và Nam Cường vẫn bóng. Vẫn còn bóng trên chân. Là hai anh đều còn 4 cái bóng. Cho nên là ban tổ chức chúng tôi quyết định là cả hai đội đều nhận được 30 điểm của kỳ đồng quyền ưu tiên. Bình tĩnh anh, bình tĩnh anh. Rồi giờ về chỗ nè, về chỗ thở, về chỗ thở. Mẹ tặng con. Tặng con. Vui quá trời. Và cái bây giờ xin mời hai đội chúng ta cùng đến vòng thi cuối cùng, mang tên là vòng thi về đích. Và đến với vòng thi về đích này, lần đầu tiên là cả hai đội đều có được quyền ưu tiên nhận đầu số điểm. Cụ thể vòng này á, người lớn được nghỉ ngơi. Khỏe ha, khỏe. Giờ là tới lượt các bé. Là mỗi bé sẽ có 5 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng có 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Và mỗi câu các bé chỉ có 10 giây để mà suy nghĩ và trả lời thôi. Rồi bây giờ, một trong hai đội, đội nào sẽ tham gia đầu tiên? Nhường đó. Thì luôn đi con, thời gì nữa, có gì đâu mất. Đăng. Bây giờ con chơi trước nha. Câu hỏi đầu tiên: đồ vật gì các thám tử dùng để phóng to vật thể tại hiện trường và phá án? 10 giây đếm ngược bắt đầu. Kính lúp. Kính lúp là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Lắng nghe câu hỏi tiếp theo. Mỗi mùa Tết Trung Thu, thường người ta thường có múa gì? Dạ múa lân. Hoàn toàn chính xác. High five. Câu số 3, con dùng quyền ưu tiên nha. Trả lời đúng, con mang về cho đội của mình 20 điểm. Con bò có màu trắng và đen thành từng mảng được gọi là con bò gì? Dạ con sữa. Hoàn toàn chính xác. Câu tiếp theo: phù sa có ở sông hay ở biển? 10 giây bắt đầu. Ở sông hay ở biển? Ở biển. Ở biển. Sai rồi. Là chính xác hơn là ở sông nha con. Ở biển không có phù sa. Sông nha con. Không sao, bỏ câu đó đi. Giờ đội bạn đang dẫn đội đối phương 10 điểm rồi, thấy không? Wow, mình hơn điểm rồi kìa. Lắng nghe thật kỹ câu hỏi. Người chuyên điều khiển máy bay gọi là gì? Dạ, phi công. Đúng rồi. Trời ơi, sao mấy đứa nhỏ nó lanh mà nó giỏi dữ vậy trời. Rồi, tiếp theo nha. Lắng nghe thật kỹ câu hỏi nha Minh Anh. Câu hỏi như sau: người chuyên sáng tác nhạc được gọi là gì? 10 giây đếm ngược bắt đầu. Hết giờ. Không có nói. Hết giờ. Con biết chú Nam Cường gọi là gì không? Không biết luôn hả? Sao chú biết Nam được? Cường gọi là người ngoài hành tinh. Tại vì chú hát bài Bay Giữa Ngân Hà. Còn cái người mà sáng tác nhạc con biết gọi là gì không? Là người vẽ nhạc, đúng rồi đó con. Mà người ta còn gọi là nhạc sĩ nha. Nhạc sĩ. Rồi. Không sao. Câu hỏi tiếp theo. Ưu tiên nha con. Quyền ưu tiên hay không? Nè con cầm bảng lên. Ưu tiên. Ưu tiên.
Yeah. Rồi, dùng quyền ưu tiên nha. Lắng nghe thật kỹ câu hỏi. Trả lời đúng, đội các bạn được 20 điểm. Tổ của loài chim nào có thể ăn được 10 giây bắt đầu? Chim yến. Hay quá. Hoàn toàn chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Con vật nào trong suốt sống ở biển chạm vào có thể gây ngứa? 10 giây đếm ngược bắt đầu. À... Rồi, hết giờ. Dạ. Sữa. Sữa là một đáp án hoàn toàn chính xác. Yeah. Giỏi quá mình anh ơi. Câu hỏi tiếp theo. Bóng bóng bang bang là bài hát trong truyện cổ tích nào? 10 giây bên. Dạ bóng bóng bang bang. Trong chuyện nào? Trong chuyện cổ tích nào? Cổ tám. Hai chữ, còn chuyện sao nữa? Em mua nó rồi đông tám. Giờ em của cô Tấm là cô Cám chứ cậu không có tên là cô Tấm Cám nha con. À, câu hỏi cuối cùng. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, sữa nào là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của bé? Xin mời 10 giây. Sữa bột. Không, không. Ta thích trả lời, ta thích trả lời, ta đẹp trai, ta có quyền. Đáp án chính xác là sữa mẹ. Sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sinh và trẻ nhỏ. Đó, mọi người nghe cái đó mà, đúng không nào? Vậy là sao cả 3 vòng thi, số điểm của hai đội như sau. Đội của Đăng và anh Nam Cường, các bạn có 80 điểm. Đăng, chúc mừng con. Chia buồn với Cường. Đâu có gì buồn Hiếu. Đăng nghe đội của anh bố nè. Phương Hiếu cũng như là bé Minh Anh, các bạn có 90 điểm là đội thắng cuộc. Yeah! Hiếu, Hiếu, Hiếu. Xin mời cả hai đội. Đúng lý ra phải, đúng lý ra phải chúc mừng bé Đăng. Bởi vì sao? Từ không điểm mà lên sát nút luôn. Đúng rồi. Đó. Bé nó giỏi với bộ. Xin mời hai đội. Ra đây không, các anh nhận thưởng. Đi con. Vậy là sao cả 3 vòng thi hai đội tranh đuổi nhau rất là quyết liệt. Chúng ta cũng đã có đội về nhất và đội về nhì. Và ngày hôm nay đội không được may mắn lắm ha. Chúng ta tạm thời về nhì với số tiền thưởng trị giá là 6 triệu đồng. Chúc mừng con nha. Chúc mừng con nha. Và tiếp theo là đội xuất sắc nhất, các bạn nhận được phần thưởng trị giá 10 triệu đồng. Cầm đi con. Yeah. Quý vị và các bạn khán giả thân mến, chương trình thứ 5 vui nhộn cho đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Khung giờ phát sóng rất là quen thuộc thôi, đó chính là vào lúc 19 giờ 15 phút thứ 5 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 nha. Hy vọng là các bạn khán giả sẽ đón xem. Còn bây giờ là chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Yeah.